Xin chào các bạn đã qua lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh tráng trộn nhé. Trước tiên mình sẽ mang phần trứng cút này đi luộc trước nha các bạn. Mình sẽ cho vô trong nồi một ít muối nhé. Bây giờ mình sẽ cho trứng vào. Mình sẽ luộc trứng khoảng 10 phút từ lúc nước bắt đầu sôi. Mình đã chuẩn bị ở đây 100g me chua rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vô nhé. Mình cho vô khoảng 100ml nước sôi nha các bạn. Mình sẽ làm nước me hơi đậm đặc một xíu ha. Rồi bây giờ mình dầm lên. Rồi mình sẽ để đây và ngâm 15 phút nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dầm ra nha các bạn. Bây giờ me của mình đã nở hết ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ dầm ra, mình lấy cái phần thịt me ha. Bây giờ thì mình sẽ lọc cái phần me này ra. Mình cho ít nước cho nên mình sẽ thu được nước sốt me đậm đặc như thế này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu sốt me nha các bạn. Mình cho nước me vào. Rồi mình cho thêm một chén nước đầy như thế này ha các bạn. Khoảng 250ml nước ha. Các bạn ơi, cho một chén thì nhiều quá cho nên là mình sẽ cho nửa chén thôi nhé. Mình cho khoảng 150ml nước vào ha. Tiếp theo mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê muối, 1,5 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt và 30g đường. 30g đường là 3 thìa cà phê như thế này ha các bạn. Mỗi thìa là 10g nhé các bạn. Nếu mà me của các bạn chua hơn thì mình sẽ cho thêm đường vào ha. Rồi bây giờ mình bật bếp lên mình nấu. Mình sẽ cho thêm một thìa cà phê hạt nêm vô nha các bạn. Thì bây giờ sốt me của mình cũng sôi rồi, mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Mình đợi nguội rồi mình bắt đầu mình trộn bánh tráng nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua các nguyên liệu để trộn bánh tráng trộn nha các bạn. Ở đây là hành phi, xoài xanh. Xoài xanh mình đã bào sợi ra rồi nha các bạn. Rau răm. Rau răm thì mình cũng đã rửa sạch rồi ha. Trứng cút luộc. Muối tôm. Muối tôm này các bạn vào những chỗ chuyên dụng bán đồ làm bánh tráng trộn ấy sẽ có nhiều nhé các bạn, hoặc là các bạn ra chợ mua cũng có nhé. Tép sấy hay còn gọi là con ruốc đó các bạn. Khô bò, các bạn có thể cho thêm khô gà hoặc là khô mực cũng được nhé. Mắm me. Mắm me này lúc nãy mình nấu đi các bạn. Và sa tế. Cách làm sa tế thì mình đã có một video hướng dẫn trước đó rồi. Nếu mà các bạn muốn biết cách làm thì các bạn cứ xem lại video giùm mình nhé. Và nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó là bánh tráng. Bánh tráng này mình mua bánh tráng cắt sẵn ở ngoài chợ ấy, các bạn. Mình ra chợ mình hỏi là sẽ có ha. Hoặc các bạn mua bánh tráng họ đóng bịch ấy, mà đang còn nguyên một cái bánh tráng nguyên hình tròn ấy các bạn. Mình mua loại bánh tráng đó về trộn cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ cho sa tế vào nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây khoảng 2 thìa sa tế ha. Tại vì mình thích ăn cay một xíu nhé. Còn nếu mà nhà các bạn có các bạn nhỏ ấy, thì mình cho bớt lại ha. Sa tế của mình rất là cay luôn đó các bạn.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho mắm me vào. Mình sẽ cho khoảng 3 thìa cà phê mắm me ha các bạn. Nếu mà nhạt thì các bạn cho thêm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô 2 thìa cà phê muối tôm. Tiếp theo là mình cho vô 3 thìa cà phê tép sấy. Mình cho xoài xanh vào. Tiếp theo sẽ là rau răm. Rau răm mình cắt nhỏ ra nha các bạn. Lấy thêm một ít nữa. Và cuối cùng sẽ là hành phi. Mình cho nhiều một chút ha các bạn. Mình rất là thích ăn hành phi này luôn. Cho nhiều nó sẽ thơm lắm. Rồi. Trứng cút và bò khô thì khi mà mình trộn xong mình sẽ cho sau nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn lên. Mình sẽ cho hết chậu mắm me này vào luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thêm khô bò vào. Bây giờ thì mình sẽ cho lên trên một ít khô bò. Và trứng cút mình cho lên trên. Rồi mình cho qua đây 2 trái. Thêm một vài lá rau răm. Rồi mình cho hành phi lên trên. Vậy là mình đã làm xong món bánh tráng trộn rồi nè các bạn. Mình ăn thử thì thấy khá là vừa miệng đó các bạn. Chúc các bạn sẽ làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.